Cho đến một mùa Giáng sinh, từ một miền quê hẻo lánh, có hai chị em nhỏ bé rủ nhau tiến về thôn Cúp để tham dự đêm Giáng sinh tại ngôi thánh đường có ngọn tháp chuông cao ngất trời đó. Ít ai biết được rằng đêm hôm trước, hai chị em đã có một giấc mơ. Một bà rất đẹp đã hiện ra và dặn hai bé phải đi đến ngôi thánh đường và dâng Chúa Hài Nhi tất cả những gì quý giá nhất của các bé. Cô chị hớn hở đồng ý, nhưng cậu em còn ngần ngừ vì quãng đường quá xa mà trời lại đang đổ tuyết lạnh lẽo. Nhưng bà đã an ủi cậu và kể cho cậu nghe rằng ngày xưa chính bà cũng đã từng đi quãng đường như vậy. Tiếp tục chương trình là nhạc phẩm Breath of Heaven do ca đoàn thiếu nhi biểu diễn.